Ngày 22 tháng 11, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Nội, Quảng Ngãi và Gia Lai phá chuyên án buôn bán vận chuyển pháo lậu quy mô lớn. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 9 năm 2024, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Công an huyện Đức Thọ phát hiện một đường dây buôn bán pháo quy mô lớn. Nguồn pháo được các đối tượng trong nước móc nối đặt mua từ Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ với số lượng hàng tấn. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Hoàng Khắc Phi, sinh năm 1993, trú xã La Dòm, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, Công an huyện Đức Thọ đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để lập án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh chuyên án. Theo điều tra, tháng 9 năm 2024, qua trinh sát, Công an huyện Đức Thọ phát hiện một đường dây buôn pháo quy mô lớn. Các nghi phạm móc nối mua pháo từ Campuchia rồi đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Sau một thời gian vào cuộc tập trung đấu tranh, ban chuyên án đã xác định được nhân thân cũng như đường đi nước bước của các đối tượng trong đường dây mua bán pháo. Theo đó, ngày 18 tháng 11, Công an huyện Đức Thọ cùng Phòng An ninh mạng đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt giữ 6 đối tượng gồm Hoàng Khắc Phi, 31 tuổi, Trương Quang Thống, 36 tuổi, cùng ngụ tại huyện Đức Cơ, Lê Viết Thành, 23 tuổi, ngụ tại huyện Đắc Đoa, Đinh Quang Nhật, 29 tuổi, ngụ tại thành phố Pleiku, Hồ Nghĩa Tuấn Anh, 28 tuổi, ngụ tại huyện Ea Hà Leo, tỉnh Đắk Lắk và Kiều Xuân S, 16 tuổi, ngụ tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại, 4 xe ô tô, 15 điện thoại, 3 khẩu súng, 1 kiếm nhật và nhiều tăng vật khác có liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Khắc Phi khai nhận, khoảng đầu tháng 9 năm 2024, do có quen biết một đối tượng ở Campuchia từ trước nên đã biết nhiều người ở Việt Nam có nhu cầu mua pháo. Phi đã liên hệ với đối tượng ở Campuchia để mua pháo đưa về Việt Nam bán. Khi đưa pháo về, Phi bán cho Đinh Quang Nhật. Sau đó, Nhật chỉ đạo phân công Trương Quang Thống, Lê Viết Thành, Hồ Nghĩa Tuấn Anh vận chuyển pháo về tập kết tại kho ở thành phố Pleiku đóng gói phân loại, sau đó mang pháo đi tiêu thụ. Để buôn bán số lượng lớn pháo nói trên, các đối tượng đã tham gia hội nhóm mua bán pháo trên không gian mạng, sử dụng Facebook, Telegram để tìm kiếm người mua pháo. Khi tìm được người mua pháo, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chuyển pháo bằng hình thức xé lẻ, cho pháo vào nhiều túi ni lông, thùng các tông, bọc nhiều lớp, rồi đem đi gửi xe khách hoặc thuê ship chuyển hàng. Đối với những người mua với số lượng lớn thì các đối tượng trực tiếp dùng xe ô tô ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc để vận chuyển đưa đi tiêu thụ nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Với phương thức thủ đoạn đó, từ tháng 9 năm 2024 đến nay, các đối tượng đã cùng nhau mua bán hơn 3.000 kg pháo các loại. Số pháo trên được bán cho các đối tượng khắp các tỉnh thành trong cả nước, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Hiện Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.